Diệp Thần khi này lếu lều há hốc mồm khi thấy con hàng Lâm Thi Họa chấp tay trước ngực liên tục thay đổi ấn quyết. Thanh niên nhíu mày không biết Lâm Thi Họa thi triển loại ấn quyết nào, nhưng tuyệt đối là một loại thông linh triệu hoán cực kỳ bá đạo, điều này chắc mất nhiều sức lắm. Trong khi đó, tên ma tướng cầm chiến phủ cười hí hửng khi gặp được con mồi như Diệp Thần, trên mặt một chữ tham hiện rõ. Vận khí của ta thật đúng là may mắn, hoang cổ thánh thể tinh thuần quá xá đã rồi. Tên ma tướng đầu chọc chát mới quay sang nói với hắn, huyết mạch cổ tộc, con chồn nhỏ đó là của ta. Có vẻ như hắn đã me tới huyết mạch của Lâm Thi Họa rồi. Còn Khứa Cầm Ma Đao thì lựa chọn con mồi nhỏ hơn nhưng lông lá u sù, hắn xác định con thanh loan kia là của hắn. Trong khi ba tên này chọn mục tiêu thì bên dưới con hàng Lâm Thi Họa đã xuất hiện một cái hắc động trà bá. Nơi đó xuất hiện cỗ quan tài chậm rãi dựng đứng lên, cỗ lão chi khí xung quanh quan tài không ngừng tỏa ra. Tên ma tướng chọc đầu cầm ma đao thấy thế liền cười ỉa, ha ha ha, con nhỏ sợ sắp dụng chứng nên triệu hồi nhầm ra quan tài sao? Mặc kệ mấy tên này cà khịa, miệng Lâm Thi Họa khẽ nhếch lên nhẹ nhàng phọt ra một chữ khai. Quan tài lập tức chấn động, bụi bặm cũng bị đánh tan. Nắp quan tài chậm chậm mở ra, bên trong lộ ra một thân ảnh đầu tóc bạc trắng. Lâm Thi Họa đích thật là thi triển thông linh thuật mà lại thông linh một người sớm đã hẹo từ lâu, đúng là muốn chết cũng không yên với con hàng này. Kêu người ta lên đây bây giờ nàng ta mới thấy có lỗi liền chấp tay nghiêm nghị nói. Vãn bối đúng là bất đắc dĩ mới thông linh tiền bối tới thế giới này, mong tiền bối lượng thứ. Thông linh sao? Người kia quay phất lại nhìn con hàng Lâm Thi Họa với ánh mắt hình viên đạn, đây rõ ràng là khinh nhờn vong linh, chết cũng không được yên nghĩ. Nhìn thấy người kia vừa mới xuất hiện, Diệp Thần hoảng hốt còn cho rằng mình nhìn nhầm, cũng không ngờ Lâm Thi Họa lại thông linh ra Pháp Luân Vương. Một nhân vật cái thế của thời đại trước cuối cùng ngã xuống tại Lôi Hải bất khuất cỡ nào. Diệp Thần, không ngờ có một ngày hai chúng ta lại gặp nhau. Diệp Thần vội khom người thi lễ một cái, hai thế hệ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, thật đúng là không ai học được chữ ngờ. Đại sở sao biến thành bộ dạng như thế này, Pháp Luân Vương không muốn dây dưa chuyện cũ mà đi ngay vào vấn đề. Diệp Thần trầm mặt đáp lời, ngoại vực thiên ma xâm lấn, hậu duệ hoàng giả, liệt đại chư vương, thiên đình đại sở đã hợp lực cùng nhau đối kháng. Hậu duệ hoàng giả và liệt đại chư vương vậy mà liên hợp sao? Pháp Luân Vương ngơ ngác một chút nhưng trên mặt vẫn còn vẻ tan thương. Cái gọi là thiên đình đại sở lại cùng hậu duệ hoàng giả, liệt đại chư vương cùng nhau sánh vai ư? Thiên đình đại sở thống nhất, Diệp Thần chính là thiên đình thánh chủ của chúng ta. Lão giả hắc bào lúc này mới thay Diệp Thần trả lời. Pháp Luân Vương nghe xong cười hay hẻ nhìn Diệp Thần đầy thâm thúy nói tiếp. Đại sở thống nhất, xem ra sau khi bản vương đi bán muối có quá nhiều điều khó tin đã xảy ra. Ba tôn ma tướng nãy giờ ăn bánh mì bơ hơi nhiều liền cay cú quát lớn, đủ mía, nói xong chưa, nếu xong rồi thì tới công chuyện với bọn ta. Pháp Luân Vương không nói gì, quay người cứng ngắt lại lườm ba tên ất ơ một cái. Lấy tầm mắt của Pháp Luân Vương tự nhiên cũng nhìn ra được ba tên ất ơ trước mặt không phải là chuẩn thiên cảnh mà là bị áp chế tu vi. Bỗng nhiên Pháp Luân Vương mang bản mặt lạnh như tiền mà giọng ngọt như mía lùi nói với con hàng đằng sau. Tiểu nữ oa, giải khai cấm chế linh hồn cho ta. Lâm Thi Họa hú hồn chim én chớp mắt một cái, nhưng vẫn một tay kết ấn mở ra cấm chế cho Pháp Luân Vương. Linh hồn cấm chế lập tức được giải khai, luồng hào quang màu tím từ trên đỉnh đầu Pháp Luân Vương phóng lên tận trời, uy áp thần uy của vương cái thế lần nữa xuất hiện. Ba tôn ma tướng bất giác lùi lại vài bước theo bản năng, làm sao nghĩ đến một người chết lại có chiến lực mạnh mẽ như thế. Giết, giết cho ta. Ba tôn ma tôn lại lần nữa lùi lại mà kêu 500 anh em tôm tép đằng sau tiến lên. Nhất thời thiên ma binh trùng sát mà lao đến Pháp Luân Vương, bọn chúng đen kịt như châu chấu, thiên địa như muốn tối sầm xuống. Tưởng đại sở ta không có người sao? Pháp Luân Vương hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn miệng niệm pháp quyết, liền có vô số những lực sĩ lực lưỡng lưng trần hai mắt quỷ dị cơ bắt cuồn cuộn xuất hiện gào rú các kiểu. Lão già hắc bào thiên đình thấy thế kinh hãi thốt lên một tiếng, thông thông linh, âm minh khôi tướng. Diệp Thần thoáng nhìn về phía Lâm Thi Họa, thông linh người chết, mà người chết cũng có thể thi triển thông linh thuật sao? Trên lý luận là không thể. Lâm Thi Họa khẽ cười một tiếng, Pháp Luân Vương đã từng nuốt huyết mạch cổ tộc nên cũng có thể thi triển bí pháp thông linh. Bất giác nhìn con hàng Lâm Thi Họa không chớp mắt khi biết được nàng ta có thể thông linh Pháp Luân Vương, không biết có còn biết thông cái khác không nữa. Đây là bí pháp cấm kỵ mà sư tôn đã truyền cho muội, một trận chiến chính dương tôn năm đó. Thái hư cổ long thu thập tiên huyết của Pháp Luân Vương, dùng máu của lão làm môi giới, lúc này mới có thể đem nó thông linh. Hôm nay suýt nữa dụng chứng mới bất đắc dĩ phải làm vậy, chứ không muội cũng không muốn khinh nhờn vong linh người chết. Thì ra là thế, quả nhiên thần thông của Thái hư cổ long vô cùng cường đại. Diệp Thần cảm thán một tiếng, trong lúc hai người nói chuyện, tiếng nổ lớn ẩn vang ầm ầm ầm. Đại quân âm minh khôi tướng cùng thiên ma quân lao vào con bách cực căng, kẻ đấm người đá, đại chiến rất là thảm liệt. Bất ngờ một tôn ma tướng lao vào chảm hạ một khôi tướng cường đại, thành công đánh lén triệt hạ một người, tên này cười khỉnh vênh mặt láo lia nói, đúng là không chịu nổi một kích, càn khôn chỉ, hiện. Pháp Luân Vương không tham chiến lần nữa bấm niệm pháp quyết, từ thiên ngoại triệu hoán ra một tòa linh trì, bên trong toát ra tinh quang cực nóng. Đây là Lâm Thi Họa cùng Diệp Thần há hốc kinh hãi, bọn họ nhìn giống như là biết càn khôn chỉ khủng bố cỡ nào. Còn không đi vào, Pháp Luân Vương liếc nhìn Diệp Thần rồi bảo. Thanh niên ngơ ngác một lát liền hiểu ra, Pháp Luân Vương triệu hoán thần chỉ chính là dùng chữa thương cho hắn. Diệp Thần liền chấp tay, đa tạ tiền bối.
Bây giờ đại sở cần hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong nên thanh niên nhanh chân tiến vào trong càn khôn trì, chân nguyên tinh túy trong hồ lập tức rót vào trong cơ thể Diệp Thần. Thanh niên ngồi thiền cũng tranh thủ thời cơ thi triển thôn thiên ma công hút lấy hút để tinh hoa thần trì. Một bên, lão giả hắc bảo thiên đình cùng mấy âm minh khôi tướng canh giữ xung quanh càn khôn trì. Bên này, Pháp Luân Vương cùng Lâm Thi Họa sánh vai im lặng nhìn xem âm minh khôi tướng cùng thiên ma đại quân huyết chiến. Đã kết thúc tập 667 của bộ truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.